mình là Suzy. Thì hồi sáng này á, mình có quay một cái clip về vú lép và vú to. Thì mình nghĩ đơn thuần là một clip vui thôi, nhưng mà không ngờ thì clip của mình được đăng lên một bay. Và điều thứ hai mình không ngờ tiếp đó là có nhiều thánh phán mồm thối vào trong bay đó, nói tầm bậy tầm bạ. Cho nên bây giờ mình mới quay clip này nè, để mình chửi thẳng vô mặt những cái thánh phán á. Cái thứ nhất nha, đó là clip mình quay vui thôi, chứ mình chẳng có đả kích vú lép là đáng khinh bỉ hay là đồi bại gì hết, đúng không? Các bạn xem lại clip xem. Đó là cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai là mình đã nói rồi, vú mình là vừa vừa, tại vì mình không có bơm, đó là đồi tự nhiên. Rồi dẫn đến cái thứ ba luôn, là đồi tự nhiên rồi, ba mẹ sinh cho mình được một vóc dáng đẹp khỏi phải tốn tiền và đau đớn. Và mình đã bỏ ra rất là nhiều công sức để tập luyện và ăn uống theo chế độ của bác sĩ đàng hoàng, cho nên mình có một cơ thể rất là săn chắc nhá, chứ không phải là bơm to lên xong rồi khoe khoang như các bạn nói đâu. Rồi đã cố công bỏ sức ra tập luyện rồi á, thì mình rất là thích mặc những bộ đồ mà mình cảm thấy đẹp và mình cảm thấy thoải mái và tự tin với bộ đồ đó. Tại vì sao? Mình đã bỏ ra quá nhiều công sức để tập luyện mà. Không lẽ tự nhiên ba mẹ sinh ra vậy rồi, tập luyện xong vậy hết rồi, mặc áo cổ lọ với quần bát dài đi ra ngoài đường à? Các bạn nghĩ vậy mà được sao? Rồi, trong khi đó thì tuổi thanh xuân của người con gái có được bao nhiêu lâu đâu? Được mấy năm đâu? Mà tự nhiên bây giờ mình có những cái đẹp mà mình không dám khoe ra. Mình không hiểu các bạn đang nghĩ cái gì nữa. Rồi có một số bạn đó vào nói mình là vô văn hóa. Xin lỗi nha, chắc gì học thức của các bạn cao hơn mình không? Chắc gì các bạn chơi được nhiều nhạc cụ hơn mình không? Chắc gì các bạn học nhiều môn văn hóa nghệ thuật hơn mình không? Các bạn chẳng biết gì về mình cả. Và các bạn vô phán như là đúng rồi á. Mình thật là ngứa ngáy với các bạn. Còn mấy thánh nào mà nói mình là đồ mất dạy, ba mẹ không có dạy gì này nọ đó, thì xin lỗi nha, trong clip mình hoàn toàn không chửi tục, cũng không có mang nội dung gì đồi trụy hết. Mình chỉ làm clip vui thôi. Còn các bạn á, có dạy quá, ba mẹ các bạn dạy các bạn á, là vô trong Facebook người ta chửi tầm bậy. Ba mẹ các bạn dạy các bạn á, là thấy ai hở hở tí chửi người ta là đỉ. Ba mẹ các bạn dạy thường là tốt. Rồi tới một số thánh á, vô nói mình á, là đồ khùng đồ điên. Ok, cứ cho là mình bị khùng bị điên đi. Nhưng mà khùng điên mà để cho các bạn phải lên tiếng nói á, thì mình cũng không phải là dạng vừa đâu. Rồi tiếp theo luôn là mấy cái thánh mà rồi mấy cái clip mà của Tây với lại Hàn Quốc á, khoe mông ra, khoe mông, khoe cả khe đít ra đấy, thì các bạn lại là vỗ tay rần rần và xe rầm rầm. Các bạn cho đó là hay. Tại vì sao? Vì đó là của Tây. Còn của Việt Nam á, hở một tí cái là các bạn chửi ầm 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 lên. Các bạn yêu nước VL. Không phải là mình tức giận hay là hả cái gì mà mình phải làm clip như thế này để nói các bạn đâu. Nhưng mà mình cảm thấy các bạn đang sống ở một cái thế giới nào đó mà mình không có hiểu được. Là tại vì á, mình sống là mình đi vô rất là nhiều bay và phay mình xem. Thì cái gì mình thích á, thì mình tan bạn bè của mình vô. Còn mình không thích thì mình đi luôn. Tại vì nó không có liên quan gì đến mình hết á. Có thể là mình không thích nhưng mà người khác thích. Với lại cái clip đó cũng chẳng có làm ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình mà mình phải vô chửi này chửi nọ hết. Cái mày sống thật là tây đuôi ấy. Bỏ nha.